Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, thành phố Quảng Ngãi. Thì Trà Bồng nơi đây là cũng là một cái vùng miền núi của Quảng Ngãi đúng không em? Dạ. Thì quý vị cũng đã thấy bên cạnh Phi là một người em trai. Em này thì mới bị tai nạn cách đây một tháng. Bây giờ thì mẹ lại mắc phải cái căn bệnh ung thư hiểm nghèo giai đoạn cuối nữa. Đó thì đứa em gái là có chồng xa, ở xa, phải về lo cho anh, về lo cho mẹ. Cha thì cũng đã mất rồi ha? Ba mất sớm rồi nè. Ba mất sớm rồi. Em mà là bao nhiêu tuổi? Em 27. Rồi bây giờ mình vô bên trong mình nói chuyện xíu đi. Đấy, đứng ngoài này ngắn quá. Em là bị tai nạn giao thông. Là quý vị cũng đã thấy chân của em nè, bây giờ là vẫn còn những cái đinh ốc trong này đúng không? Mổ đinh, đinh ốc. Bắt mấy con ốc trong đó? Hai con ốc hả? Dạ. Mà em bị tai nạn kia sao? Là tái xuống bất tỉnh luôn anh, em không biết gì. Tái xuống bất tỉnh luôn hả? Dạ. Là em làm công việc gì? Là em làm bên giếng khoan đồ giếng hả anh? Khoan giếng? Khoan giếng hả? Dạ. Khoan giếng đi làm thuê giờ. Đi làm thuê. À. Hôm nay cô thấy trong người sao? Hư riêng, ế lên việc mệt á. Mệt hả? Ăn nửa chân cháo vô học mệt. Ăn nửa chân cháo hả? Chập chứ không có khỏe, chứ như tội. Thở không nổi hả cô? Hôm nay mình dán để làm gì đây? Nhức đầu hả? À, nhức đầu. Ăn vô không ế ra biết. Ăn vô là ối ra hết hả? Đây quý vị thấy bụng của cô bây giờ là rất là vàng rồi ha. Đau gan, đau gan đó. Đau gan, cái khối u chỗ này đó hả? Khối gan đau. Khối u cứ ngắt này. Lắm. Khối u là bác sĩ nói là chụp phim ra là khối u to hay nhỏ? U to anh, u to, u nhiều u lắm anh. Nhiều u rồi. Không ngủ được. Không ngủ được hả? Khối u nó to chừng nào? To chắc bãi bo xin ti anh, bo xin xin mấy. Bo xin ti nè. Dạ. Nhưng mà có nhiều khối u trong người. Dạ, nhiều khối u. À, là u gan hả? Dạ. Mẹ là phát hiện bệnh là đến nay là được bao lâu rồi? Dạ, tầm thoáng, hơn thoáng anh. Hơn thoáng, dạ. Có nghĩa là cùng với tai nạn cùng em luôn hả? Dạ, tai nạn của em, mẹ xuống nuôi em là đi khám là bị luôn. Em bị tai nạn là mẹ xuống nuôi, dạ. Nuôi cái khám là phát ra bệnh luôn. Dạ. Mẹ xuống nuôi em chứ đoan ngồi tái vô giường luôn, biết ốp, tay biết ốp. À. Đi khám thử hậu chân đó là bị gan. Mà trước đó là có triệu chứng gì chưa? Có rồi nhưng mà không, cứ nghĩ là thương thật, thương hòn á anh. Thương hòn chứ đâu nghĩ là gì đâu. À. Nghĩ ra thương hòn uống thuốc thôi. Rồi xuống bệnh viện con ở khóm hậu chân đó là bị gan. Sang hậu kia phải về xin cái giá nhập viện. À. Chuyển lên Trung ương Huế. À. Nhập viện quá. Có nghĩa là cô là mới phát hiện là hơn một tháng nay đúng không? Nhưng mà cái bệnh nó hiểm quá, nó hiểm nghèo quá rồi nó làm mình mệt mỏi ha. Ăn rồi đi vô ăn ăn rồi. Không có đồng lại ra. Vẫn thích ăn nhưng mà ăn vô là ối ra. Cũng thèm. Mà ăn. Bác sĩ dạy đi cho ăn đồ ngọt. Bác sĩ dặn sao? Sữa cho uống. À, không cho uống sữa luôn hả? Đồ ngọt có gì cầm. Em là nuôi mẹ. Uống được yên là uống hết rồi. À, thì được biết là em gái là nuôi mẹ. Em là dạ. Có gia đình rồi hả? Dạ. Nhưng mà mẹ đau, anh bị tai nạn như vậy là em về em nuôi. Dạ. Rồi em đưa mẹ ra bệnh viện ngồi Huế đúng không? Dạ. Rồi bác sĩ nói sao? U từ viêm gan B mà không đi khám á, dẫn đến u gan. Viêm gan B. Sang đến ở sơ gan. Sơ gan mới tới u gan chứ? Dạ, sơ gan. Xong rồi tới bệnh ung thư. À, có nghĩa là mới đầu là viêm gan B. Nhưng mà không khám, không chữa. Dạ. Rồi nó qua sơ gan, rồi giờ nó ung thư gan luôn. Dạ. Mà hồi đó là mẹ là viêm gan B mà không chữa. Dạ. Mà sao không chữa? Do không đi khám định kỳ rồi kiểu mẹ nghĩ không có tiền á. À, kiểu như là gia đình khó khăn quá rồi cũng không có điều kiện để đi bệnh viện mà khám sức khỏe định kỳ. Dạ. Rồi phát bệnh ra rồi nặng quá luôn rồi. Rồi bác sĩ nói giai đoạn mấy em? Cuối luôn rồi. Bây giờ quý vị mới thấy cô Nan hả? Nguyễn Thị Nan, cô Nguyễn Thị Nan là 55 tuổi quý vị. Bây giờ cô rất là yếu.
mới cách đây cỡ một tháng thôi ha. Mẹ vẫn đi đứng bình thường đúng không? Nhưng mà mới đây là cô đã nằm một chỗ thôi mà không thể đi được luôn. Rồi mặc ba bi tiểu tiện chỗ luôn hả? Ừ. Em là có chồng ở đâu? Dưới Trà Phú. Trà Phú hả? À. Có chồng ở Trà Phú nhưng mà bây giờ là cũng bỏ chồng bỏ con rồi về đây lo cho mẹ. Kêu lên chùa xin sam ăn là xuống dưới thầy dưới đây rồi họ đưa sam cho thầy coi rồi thầy hút thuốc nôm uống. À, mà bây giờ là mẹ đang dùng thuốc gì? Vẫn là đang dùng thuốc nôm. Thuốc nam hả? Thuốc nam là thuốc nào đâu? Thuốc cái bông đu đủ hả? Bông không ăn con có ly đây đang nấu dưới nào gắm như đó. À, mẹ uống được bao lâu rồi? Dạ uống được 3 ngày mấy. 3 ngày hả? Nhưng mà hiện tại thấy cái bụng của mẹ nó là đang trương lên đúng không? Dạ, hơn ngày nay là trương lên nó đau. Có nghĩa là uống vô nhiều có thể là nó sẽ gây ứ động dịch trong người á. Dạ. Là sẽ mệt mỏi hơn. Nhưng mà đi tiểu tiện rồi có được không? Tiểu ngầu dậy tiểu luôn, ngầu dậy đỡ dậy ngầu tiểu ba bi luôn. Tiểu trong ba bi luôn hả? Nhưng mà cái dịch nó là nó ra liên tục đúng không? Dạ. Dịch nó làm cho cái bụng nó phình đây. Nhưng mà da của cô thì thấy hơi vàng rồi đây. Dạ. Hơi vàng mà thấy sức khỏe cô cũng yếu quá. Rồi em tính sao? Em không biết, bây giờ cuộc sống người ta đau rồi tới đó anh. Bây giờ có đi đưa ra bệnh viện lại không? Dạ, bây giờ cũng nghe trên mòn hồ kia đưa ra để hút dịch cho người á. Nhưng mà mới xuất viện về nhà được đúng không? Mới xuất viện. Về được mấy ngày rồi? Mẹ về mấy ngày? Về tầm mười mấy ngày, 20 ngày. Mẹ về 20 ngày rồi? Dạ. Là bác sĩ cho xuất viện hả? Hay sao? Dạ, cho xuất viện. Nhưng mà bác sĩ nói sao chứ? Bác sĩ kêu không can thiệp nữa anh. Không can thiệp nữa? Không can thiệp được nữa. Dạng như là cho về nhà làm dạ. Nữa hả? Dạ. À, dạng như là bác sĩ cũng hết cái dạ. Liệu trình để chữa rồi đúng không? Giờ là cho về nhà nằm vậy thôi chứ cũng dạ. Uống thuốc nam thôi, được ngày nào được thôi. Dạ. Rồi à, em có biết cái củ bạc Hà Núi rồi có nghe trên mạng không? Em cũng nghe mà ở mình ở im không có. Không có hả? Không có. Nó hơi hay mọc ở ngoài bụi á. Dạ, em nghe bạc hà núi á. Nhưng mà ở mình gọi là củ rái á. Rái á, ngứa à? Ừ. Em không biết củ giống đó. Giống như cây môn vậy. Dạ. Em thử tìm quanh đi. Dạ. Cho mẹ uống thử xem sao. Dạ. À. Tối ngủ không được, cứ thức mạnh. Tối mẹ uống không được luôn? Không được. Ăn được cả bao nhiêu? Nửa chén cháu lọt, cháu tráng à. Cháu tráng là ăn được nửa chén rồi. Dạ. Rồi uống sữa gì không? Không cho uống sữa anh. Bác sĩ không cho uống sữa hả? Không cho uống sữa. Rồi nghe nói là ba em là bị tai nạn mất lâu rồi. Tai nạn mất hồi 2009. Mất 2009 tới giờ luôn hả? Dạ. 2009 là 14-15 năm rồi. Dạ. Là ba bị tai nạn. Dạ. Tai nạn giao thông hả? Dạ đúng rồi. Nhà em là có 2 anh em á hả? 2 anh em. À, ba em là có gia đình rồi mà dạ. Em chưa có gia đình hả? Dạ chưa. Trước giờ là em làm nuôi mẹ. Dạ. Giờ họ kêu bác sĩ kêu không lồng nạn được nữa anh. À, cái chân của em về xuyên xuống công ty lồng xí nghiệp chứ giờ không lồng nạn được nữa. Cái chân của em là giờ không dạ. Làm nạn được. Không lồng nạn được nữa. Bị tai nạn ban đêm hả? Dạ, ban đêm. Đi làm về vậy. Dạ. Rồi có người ta có nghe thấy là tai nạn là người ta đụng em hay là sao? Dạ, họ đụng em anh. Họ đụng em hả? Dạ. Nhưng mà bên họ cũng nghèo ấy, bây giờ không biết sao. Bên họ cũng nghèo? Dạ. Rồi họ có hỗ trợ cho mình không? Dạ, không anh. Bây giờ nghèo là cũng nghèo hết mà. Bây giờ không hỗ trợ được. Bây giờ hồ sơ, họ đi xe ngoài đường anh, họ mới lùi vô em. Bây giờ bên họ cũng nghèo hết. Họ lùi vô em? Dạ. Nhưng mà bây giờ họ cũng nghèo quá. Dạ. Rồi họ có bị gì không? Họ cũng bị cái chân mà nhạn em không gãy xương. Họ bị ngoài da thịt. Ừ. Dạ. Họ là lớn không? Em không biết luôn, em không thấy mặt luôn. Em bất tỉnh luôn. Nhưng mà có không nghe nói gì? Giờ anh xuống làm việc chứ công an với em không biết. Anh gần nhỏ này. Em hầu giờ bị nhập viện gì nhỏ luôn là chưa có đi lại được anh. Nhưng rồi vừa rồi có tốn kém nhiều không? Dạ không anh.
là công an xin kêu về công chứng nhà hoàn cảnh vậy, rồi công chứng đem xuống cho họ, họ xem xét rồi họ giám nhà hình phạt. Không, ý là vừa rồi cái đi bệnh viện đó em có tốn kém gì nhiều không? Dạ có số một bảo hiểm một ngày của anh. Có bảo hiểm hả? Dạ. Rồi cũng không tốn kém bao nhiêu. Dạ không bao nhiêu hết. Nhưng mà hiện tại cái chân của em là bị gãy gãy cái xương chỗ này đúng không? Dạ gãy xương ống to nhất anh. Gãy xương ống to nhất. Rồi bây giờ cũng mất sức lao động luôn. Dạ, không lao động nàng được. Mà không băng không bó bột hả? Không bó, hồ vô viết, vô nịp thôi chứ không bó bột. Bây giờ thì em đi cả nhắc cũng chưa có hồi phục được đúng không? Dạ. Rồi cũng phải chờ một thời gian nữa rồi mình cũng phải tháo viết ra nữa đúng không? Dạ đúng rồi, hai năm mới tháo. Hai năm tháo viết ra. Dạ. Như vậy là chắc cũng không làm được việc gì nặng được. Dạ. Và trong cái thời gian sắp tới là em cũng, cái công việc của em chắc là cũng khó khăn. Dạ, ha. Không làm được anh. Mình là, nhà mình là có sổ hộ nghèo luôn hả? Cận nghèo. Cận nghèo hả? Cận nghèo. Nhà này là sao? Nhà này nhà hồi lồn là hộ nhà nước cho mấy triệu, 10 triệu, mấy triệu anh là hộ cát luôn, sổ hộ nghèo. Hộ cát luôn, hộ khảo nghèo luôn. Nhà nước hồi cho kia là nghèo, hộ kia nghèo sao nhớ hộ cho tiền lồn nhò sửa lại 10 triệu hả? Dạ, hộ cát luôn. Là giờ còn cận nghèo. Cận nghèo. Nhưng mà vẫn có bảo hiểm đúng không? Vẫn có bảo hiểm. Rồi mẹ là trước giờ có làm gì hả? Dạ mẹ đi bón bánh, làm bánh bón, gánh đi bón ngoài đường. Bánh gì? Dạ bánh đúc ngó. Bánh đúc hả? Dạ bánh đúc ngó hả? Dạ. Thôi hôm nay anh cũng biết tin gia đình em thế này, mẹ em thế này thì anh cũng vượt một cái chặng đường cũng khá là xa để đến đây tìm hiểu, cũng như là thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình em, mẹ với lại em. Có một cái khoản kinh phí ha. Dạ. Chứ khác là để lo cho mẹ rồi em, rồi bây giờ có uống thuốc gì không? Dạ uống canxi. Uống canxi. À, bây giờ anh gửi giúp cho gia đình em số tiền 15 triệu ha. Thì số tiền này là gồm có các nhà hảo tâm sau: gia đình của bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Lê Thu Vân ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Lê Thị Dân ở bên Đức là 1 triệu, chị Vũ Thị Hồng Quế là 1 triệu, chị Kim Hồng Huỳnh ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Chính ở bên Mỹ là 1 triệu, gia đình Công giáo ở Sydney, Úc là 1 triệu, anh Phước Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Xê Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Thương Lê ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Nguyễn Thị Ngọc Duy là 1 triệu, chị Tina Trương ở bên Mỹ là 1 triệu, vợ chồng anh Ken và chị Crypto ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Tiên Hồ ở bên Mỹ là 1 triệu và chị Huỳnh Thị Minh Hiếu quê ở Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam là 1 triệu. Tổng số tiền là 15 triệu ha. Đây, 15 triệu ha. Em cũng cảm ơn các mạnh thường quân nhà hảo tâm. Cảm ơn mấy cô, mấy chú. Thôi dạ. Cố gắng ha. Dạ. Cố gắng để lo cho mẹ. Chứ còn bây giờ thấy mẹ cũng yếu quá rồi đây. Hỏi mẹ thì có thở, có nổi không? Thở thì đau, oxy. Thở đau. Hả? Thở lên nó đau. Có thi oxy vậy không? Thở mệt không? Bây giờ... Ở đây không có, ở đây có trạm y tế hả? Có, nhưng mà cha mẹ bao giờ thả mà kêu mệt quá, chứ bây giờ chưa, mẹ kêu chưa cần oxy á. Thả bằng miệng. Thở bằng miệng hả? Thở bằng miệng luôn. Khi nào mà chịu hết nữa là dạ. Kêu oxy về. Dạ. Bây giờ là không đi đứng được luôn hả? Không, nằm một chỗ chứ không đi đâu được. Mới nằm một chỗ như vậy là bao lâu rồi đó? Là hồi lúc về nhà luôn anh, chứ ngồi vế, ở bệnh viện Công an Huế là vẫn còn đi lựa vệ sinh được. Ở ngoài bệnh viện Huế là còn đi đứng được đúng không? Dạ. Khi mà xuất viện về là nằm luôn? Nằm luôn. Mà ra ngoài đó là bác sĩ cho uống thuốc gì không? Dạ, cho uống thuốc bổ gan vậy thôi anh, bổ gan dù hầu giảm đau thôi chứ không thuốc gì hết. Bây giờ là có uống thuốc tay không? Dạ, không, thuốc tay uống giảm đau thôi. Giảm đau thôi hả? Dạ. Mới đây mà nhanh thì? Dạ. Do cái
bệnh nó giai đoạn đã muộn quá rồi ha. Dạ. Mà đùng một phát là phát hiện ra luôn rồi. Nhờ khối u chỗ này các bạn, nó rất là cứng luôn. Chỗ này rất là cứng, chỗ này là cứng ngắt luôn. Bụng của cô thì cũng hơi dịch nó ứ trong này, nó trương lên. Cô nói không nổi mà ăn uống bây giờ cũng khó khăn nữa. Ăn uống cô không được bao nhiêu ha. Mẹ của em là người gốc Quế hả? Dạ, Quế. Gốc Quế. Cảm ơn á. Dạ, dạ. Chúc cho con khỏe mạnh, để cấp cụ với mẹ người khỏe con non. Dạ, thôi cô cố gắng nha. Có đồ uống. Cô cố gắng nha. Cháu khỏe mạnh biết. Dạ. Sức khỏe thì cụ sợ cho họ. Ngồi sống ngoài nước thì cô nghèo quá, cô giàu cũng phải đi xin nhà đâu, cô không cứ cầu cụ đâu. Cảm ơn con chi á. Dạ dạ dạ, thôi không có gì, cô nghỉ ngơi đi. Dạ. Có ai hồ đông lao cũng cấp đông đảo, chỉ cho cô để chia dựng được. Hảo lòng tâm, lòng tâm hảo tâm. Con này của Phi ơi. Dạ. Con biết tên cô là, cô biết tên con lâu rồi, không hoàng. À, cô có xem con hả? Giờ ai đi nữa chứ cô đâu biết. Cô xem cô liên mãn hả? Dạ, dạ, dạ. Phi lâu lét rồi. À, biết con lâu lét rồi hả? Con sẽ biết từ chúng từ Mỹ tới Sài Gòn cũng đi, con là đừng giúp mà. Thôi cô nghĩ cô đừng nói nữa ha, nói nữa mệt. Ừ. Rồi giờ ăn trưa gì chưa? Ăn trưa chưa nào ăn? Hả? Ăn sáng là ăn 9 giờ mới ăn. Tiêu. Sáng là 9 giờ. Ừ, lần. 9 giờ ăn là chiều mới ăn. Chiều mới ăn là hơi bây giờ chiều mới ăn rồi. Bây giờ ăn vô cũng nhiều vô rồi, nó sợ cũng không dám cho ăn nhiều. Sự cảm thôi, đáng uống thử kia. Rồi anh thấy có cái bông đu đủ đực nữa hả? Dạ. Có uống không? Uống cho mà hầu uống kìm, hầu pha cho mà uống thả nước hả? Uống thả nước. Bây giờ là pha thêm cái bông đu đủ đực nữa. Dạ. Là cho mẹ uống như uống nước đó. Dạ. Nhưng mà uống được nhiều không? Uống ít mà. Uống ít hả? Bây giờ uống sao uống vô nhiều là nó càng lo, càng ngày nó càng ứ trong người á. Khả năng là tầm vài ngày nữa là chân tay của chân phù lên. Bây giờ mổ chân mổ tay. Hả? Mổ chân hết rồi. Mổ hả? Dạ. Bóp miết. Mình ngồi bóp miết cả ngày đó. Bóp cả đêm luôn. Ừ. Ngủ rồi. Đau nhất rồi. Em là trước giờ là đi làm khoan giếng thôi hả? Dạ, không có việc, không có việc anh. Việc ít lắm. Lồn rồi về nghỉ, lồn về nghỉ. Lộn mấy ngày rồi về chứ không có việc. Không có ổn định nữa. Dạ, không ổn định được. Rồi mình tính sao? Bây giờ hầu kêu không cho làm nạn thì giờ chắc để chờ chân bớt vừa đi lộn xin xí nghiệp lộn thôi chứ. Làm công nhân hả? Là công nhân. Công nhân là ở đây là có khu công nghiệp nào? P-Ship. P-Ship dưới công nghiệp Bình Phan dạ. Ở xuống thành phố, gần thành phố đó. Dạ. Cũng xa vậy. Dạ. Thế là phải đi về. Dạ. Em là có mấy cháu? Một cháu hả? À, em bao nhiêu tuổi rồi? Em 25 tuổi. Cô nghĩ con xin phép con đi nha. Dạ. Yeah. Có gì thì cô ráng cố gắng rồi ăn uống thuốc vô cho nó nhanh khỏe ha. Dạ. Yeah. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Thôi mấy em ráng lo cho mẹ ha. Dạ. Yeah. Rồi thì hôm nay Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm đến đây để giúp cho mẹ của em có thêm một khoản kinh phí để uống yến ha. Dạ. Uống yến rồi thuốc men gì đó. Thì Phi anh thấy mẹ cũng yếu quá, không biết là như thế nào đây. Thôi cố gắng lo cho mẹ được chừng nào lo nha. Dạ. Thì Phi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để giúp đỡ cho cô Nay có được cái khoản kinh phí để cô tiếp tục uống thuốc để tầm cự, có thể là
vài hôm nữa thì mình khi mà thở không nổi thì mình thiêu oxy cho mẹ ha. À. Thì cảm ơn các nhà hảo tâm rất là nhiều và xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và nhiều thành công may mắn trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo nha. Yeah.